cái tổ gửi xe công cảm nhé. Nâng lên như vậy là sẽ có một khoảng không gian để chúng ta có thể xử lý cái phần gần này. Trên là nó là cái quay để mà nó cấp nước lại cho nó. Thì trước khi đó thì đã được xe đã được dịch qua một lớp hóa chất. Cái loại này là được xe loại 0.5 gia công bằng cái lau chùi thì là nó sẽ dùng áp lực nước thì nó sẽ làm sạch luôn này. Sau đó thì vòi phun áp lực cao, sau đó thì sẽ lạnh hóa chất để dùng dần. Thì về việc rửa xe nó sẽ nhanh hơn và cái nó sẽ tiết kiệm nhân công hơn này. Đấy, hiệu quả thì cũng khá cao. Và bây giờ thì hiện tại công nghiệp mà chắc là một trong những cái mà hiện tại sẽ có xe nó sẽ đầu tư cái phần lâm phần chủ yếu là rửa cái phần vỏ, mà cái phần vỏ thì như vậy là sẽ không giải quyết được cái khâu về cái phần gầm. Phần gầm là cái phần mà tương đối là sẽ bị bụi bẩn cũng nhiều, bẩn rất nhiều này. Đó. Thì đây là một cái con xe này là tôi đang mang đi rồi. Được cái khâu làm sao cho nó sẽ không bị ảnh hưởng đến cái khu vực cảm biến. Sau khi nó đã xịt qua cái phần gầm thì chủ yếu sẽ nặng phải cái phần vỏ. Sau khi được phun một cái lớp hóa chất nguyên tẩy thì bắt đầu nó sẽ cảm xịt sạch cảm sạch xịt sạch cảm sạch cái phần này. Đôi khi chúng ta sẽ cần phải có cái sự gọi là chuẩn hóa cái khâu về đưa cái vòi phun sao cho cái vòi phun có thể đều và làm cho cái việc mà vỏ sẽ không để lại vết khi đưa ra này. Các bạn lưu ý trong cái chiếc này bạn triển khai cái khâu rửa xe chúng ta phải đưa đều cái giờ vòi phun làm sao cho cái đường phun của chúng ta nó phải đều để làm sao không để lại cái vết phần lóc này. Cái xe này là một trong những cái dòng xe cổ lớn, chính vì vậy thì việc phần lóc nó sẽ hơi cao so với dòng xe khác. Thì chính vì vậy là chúng ta cần phải có những cái công cụ dụng cụ và cái cách thức để làm sao nó xử lý được cả cái phần lóc xe. Trong quá trình chúng ta xử lý cái việc là rửa xe công trạng thì chúng ta xử lý rất nhiều và sử dụng cái công nghệ phun áp lực này. Cái công nghệ phun áp lực này sẽ giúp cho cái việc xe nó sẽ tương đối là sạch, nhưng mà vấn đề là phải thay kêu không thể giải quyết. Trong một cái chỗ thì chúng ta cũng phải có những cái công tác tác động xung quanh. Thì sau khi mà xe ra được sạch thì chúng ta cũng cần một yếu tố nữa là về cái việc là chúng ta sẽ phải làm sạch cái phần nội thất. Thì cái phần nội thất cũng là một cái phần khá quan trọng thì chúng ta cũng sử dụng những loại dung dịch dung môi hóa chất làm sao cho nó phù hợp để làm sao không làm ảnh hưởng đến cái phần nội thất của xe, nhất là đối với những dòng xe cao cấp thì cái nội thất của nó được trang bị những cái tấm da để tấm nỉ tương đối là cao cấp. Chính vì vậy là khi chúng ta sử dụng thì hóa chất nó không đúng đủ để gây tình trạng là ăn mòn hoặc gây tình trạng bong chóc hoặc là gây ảnh hưởng gì đến bề mặt của cái phần nội thất của xe. Các bạn lưu ý là đây là cái cách các bạn
sử dụng trong cái lĩnh vực rửa xe thì chúng ta phải lưu ý là chúng ta phải sử dụng hóa chất đằng sau cái tính an toàn nó phù hợp để chúng ta không làm gây tình trạng mất lớp sơn hoặc là lớp bóng của xe. Qua một lần trong công việc của xe thì mỗi cái quy trình này nó sẽ mất khoảng 5 đến 10 phút, như vậy là cái hiệu suất là rất là cao. Trong vòng 1 giờ chúng ta có thể xử lý được khoảng độ 10 đến 20 chiếc xe. Như vậy tính ra mỗi chiếc xe là rơi vào cỡ khoảng độ tầm 10 phút với chi phí khoảng 50 đến 60 đồng trên xe thì người sẽ lấy hiệu quả kinh tế rất cao. Đó, sau khi đã sửa sơ một lần thì các bạn sẽ sửa cái một lớp thứ hai nhé. Cái lớp này là lớp sẽ làm cho cái việc mà sẽ tăng thêm cái mặt đó. Đây. Thêm một lần nữa. Cái này có phải ngâm tẩy thêm một lần nữa không? À, phải ngâm bao lâu không hay là giờ có thể xử lý luôn, xịt luôn? Bọn em lau 2 bước. À, thì đây sẽ được xử lý thành 2 lớp nhé. Lớp thứ nhất đã sẽ sử dụng để mà có thể làm cho cái việc mà tẩy cơ nhé. Đây là cái phần tẩy tinh. Để mà cẩn thận hơn và chất lượng hơn thì ra là người ta sẽ sử dụng cái phương án là sẽ sử dụng cái cách thức là sẽ dùng các cái dây lau, chổi lau hoặc là cái phần rẻ để lướt qua lại một lần nữa thì đây là sẽ giúp cho cái việc mà xử lý triệt để được cái phần vết bẩn và cái sẽ tăng thêm cái phần về độ bóng nhé, bóng một xe. Đây là cái lớp này nó sẽ tương đối là sẽ thì thực ra thì thời gian thao tác cũng tương đối là nó nhanh thôi, không chi tiết lắm, chỉ cần một cái cây lau hoặc là một cái công cụ dụng cụ lau để làm sao có thể đi nhanh được cái bề mặt của nó. Thì thêm một nữa thì có một cái công thể đi chi tiết ở những cái góc cạnh hoặc là những cái phần mà tương đối là vừa về hoặc là những cái chỗ góc cạnh của nó. Nếu giả sử trong trường hợp mà chúng ta sử dụng cái phần rửa xe này thì quan trọng là chúng ta làm sao đó để có thể mà có được cái để có cái rửa xe. Nhưng mà về mặt cơ bản thì chi phí để mà có thể có thêm một cái bãi rửa xe thì cũng không yêu cầu quá cao. Chủ yếu là nó sử dụng cái vấn đề về cái một phần của phần công cụ dụng cụ, thứ hai là sử dụng cẩn thận của cái phần nhân công. Đây, chờ một chút thì các bạn sẽ được xem cái việc mà chúng ta phải sử dụng cái gập đông du khô. Em cho ra em đặt cho anh được bỏ ra. Thôi giặt đi được, từ chỗ nào nó bẩn thì giặt đi đây này.
phải rửa lần thứ hai nhé. Sẽ sử dụng các cái công cụ dụng cụ để như tay lau để chúng ta có thể đi qua một lần cho nó kỹ hơn, và trong đó chúng ta tiếp tục sử dụng cái máy phun áp lực cao để chúng ta có thể làm cho cái việc xe nó sẽ sạch hơn. Đó, các bạn nhìn thấy cơ bản cái phần ok, về cơ bản thì coi như cái phần ngoại thất của cái xe đã tương đối hoàn chỉnh hoàn thiện nha các bạn nhé. Đấy, thì bây giờ chủ yếu là cái phần tiếp theo là cái khâu về cái nội phần nội thất thôi. Phần nội thất cũng là một cái công đoạn khá quan trọng và cũng giúp cho cái việc tăng cái dịch vụ cũng như là cái tính chuyên nghiệp của cái điểm. Vì vậy là tôi sẽ xử lý cho các bạn thời gian sau nhé. Ok, thì coi như là việc là phần ngoại thất của xe thì coi như đã hoàn thành. Rồi, cảm ơn các bạn. Xin chào. Hấp dẫn rửa xe.